vị và các bạn đã quay trở lại kênh Tin Giải Trí. Và bây giờ là tin tức mới nhất của Sao Việt trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất. Trương Quỳnh Anh khóc hết nước mắt. Đến với tim, tôi mất tất cả mọi thứ, mất quản lý, bạn bè và kể cả cha mẹ. Vừa qua tại chương trình Phụ Nữ Quyền Năng, Trương Quỳnh Anh đã bật khóc khi chia sẻ về gia đình, sự nghiệp và quãng thời gian chấp nhận mất tất cả để lấy tim. Tôi thích hát từ nhỏ. Hồi nhỏ tôi đã được đi hát trong nhà văn hóa thiếu nhi. Tuy nhiên sau này tôi lại có cơ duyên làm diễn viên trước. Sau khi làm diễn viên, tôi mới đi hát trở lại vì đã bỏ một thời gian dài như vậy. Nên khi hát lại tôi run lắm. Đi đóng phim tôi không run, nhưng bước lên sân khấu hát tôi rất run. Khán giả xem tôi là khán giả ngay trước mặt nên tôi sợ lắm. Tôi phải mất một thời gian dài để khắc phục và làm quen lại với sân khấu. Sau đó tự nhiên tôi may mắn được khán giả yêu thích qua bài hát Đơn Côi. Từ bài hát đó tôi mới được khán giả yêu thích qua vai trò ca sĩ. Bài này được mọi người nhớ nhiều nhất. Trong một lần du lịch bên Hàn, tôi thấy có một sản phẩm khá phù hợp với giới trẻ Việt Nam. Tôi đã dùng thử qua một thời gian và thấy khá ổn nên quyết định mang về bán. Trong lúc đầu, tôi không đủ vốn để mua được thương hiệu đó nên phải kêu gọi bạn bè góp vốn thì mới đủ. Trong vòng 3 tháng, chúng tôi mới đủ vốn để nhập được sản phẩm đó về. Hiện tại công việc kinh doanh của tôi khá ổn. Thời điểm tôi quyết định tạm ngừng hoạt động showbiz để lập gia đình với team, tôi gặp phản đối rất nhiều. Bạn bè tôi cũng khuyên không nên, vì đang đi làm như vậy mà ngừng lại để lấy chồng sinh con thì không biết đến khi nào mới quay trở lại được. Phản đối lớn nhất là ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi phản đối kịch liệt chuyện lấy team. Gia đình tôi tuy không quá giàu có, nhưng nuôi tôi từ nhỏ tới lớn, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Tôi được ô bé rất nhiều vì có ba người chị phía trên nên không phải đụng tay đụng chân vào làm việc gì. Tự nhiên một báu vật của gia đình chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã phải về làm dâu nhà người ta, ba mẹ tôi cực kỳ phản đối. Nhưng lúc đó tôi đi theo tiếng gọi của con tim mình, không suy nghĩ được gì nữa, yêu là bị mù quáng luôn. Tôi nhất quyết phải lấy tim, muốn người này phải hiện hữu trong cuộc đời mình. Tôi quyết định một cái là không suy nghĩ gì tới ai nữa. Tôi biết khi chấp nhận đến với tim, tôi mất người quản lý, bạn bè và cả ba mẹ luôn. Tôi không có tiền, chỉ còn mỗi chiếc xe đi diễn để kiếm tiền trở lại. Dù tôi chưa chuẩn bị được gì hết nhưng vẫn cố gắng vì quyết định của mình. Tôi chỉ còn một cách duy nhất là sinh con, để ông bà ngoại vì thương cháu mà gỡ đi mối quan hệ của mình. Nhưng sau khi sinh con xong, mối quan hệ vẫn không như những gì tôi mong muốn mà còn tệ hại hơn. Mối quan hệ đó cứ tiếp tục hiện ra như vậy, ngày càng nhiều mâu thuẫn. Sự nghiệp của tôi thì ngày một xuống dốc không đi tới đâu. Hơn nửa năm trời sau khi sinh con, tôi không có phim nào để đóng. Tôi sợ hãi không biết phải làm sao. Đứa con sinh ra chỉ làm tôi vui thôi. Nhưng gia đình, công việc không có, không một ai chia sẻ, khiến tôi bơ vơ, cô đơn giữa cuộc đời. Rất may mắn đó tôi nhận được phim, tiếp tục được với nghề. Toàn bộ đau khổ trong thời gian đó tôi vượt qua được nhờ con mình. Hiện tại tôi hơi hối hận. Đến bây giờ ba mẹ tôi vẫn rất buồn. Cứ mỗi tuần, hai tuần, ba mẹ tôi lại gọi điện về hỏi tôi đang làm gì. Ba mẹ tôi thương lắm nhưng không làm gì được. Từ nhỏ tới lớn, hai mươi mấy năm trời, tôi ở chung với ba mẹ không xa chút nào. Đùng một cái mất hết toàn bộ, tôi cảm thấy chới với vô cùng. Mỗi lần có ai đó nhắc về đám cưới với ba mẹ tôi đều thấy lỗi lớn nhất ở mình. Tôi không như người ta. Đáng lẽ ra tôi phải đòi cho mình một đám cưới, dù trước hay sau khi mang thai. Sinh con đó là quyền của mình phải đòi. Nhưng tôi lại hư tới mức bỏ mặc tất cả để cả cha cả mẹ không cưới. Tôi phải chịu trách nhiệm cho bản thân vì cái sai của mình. Nhưng ba mẹ tôi lại là người hứng chịu tất cả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Quý vị và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới.